Cháu chào cô ạ, cô có thể giới thiệu tên của mình và năm nay cô bao nhiêu tuổi và cô đến từ đâu được không ạ? À, vâng, xin cảm ơn cô giáo và tất cả chương trình đã tổ chức cái buổi hôm nay. Xin giới thiệu là em tên là Thông Thị Đảng, Phạm Thái, Kim Ngôn, Hải Dương. Cũng tình cờ được cô bạn giới thiệu và đến cái chương trình hôm nay thì đây thì cũng thấy trong phòng của chúng ta thì học tập thì qua quá trình hai ngày ấy, thì cô giáo chỉ bảo rất là nhiệt tình nên và cái tinh thần của mình làm cho mình thấy là thu hút vào cái buổi học, muốn rất là mình có khí thế và cô giáo cũng truyền tải cái lớp thực hành ấy, thì rất là mê ly luôn. Và các bạn ở trong phòng thấy mọi người là ai cũng muốn trải nghiệm thì qua cái buổi hôm nay này, không biết là nàng nói gì hơn để chỉ biết tri ân công đức của cô giáo cũng như tất cả các bạn đã có mặt trong phòng trong hai buổi ngày hôm nay. Xin chia sẻ với cả mọi người chúng ta làm thế nào qua cái buổi học hôm nay này được dạ vâng. Vâng, chúc mừng cô ạ. Chúc cô thật nhiều sức khỏe và lan tỏa được những điều tốt đến cộng đồng ạ. Cảm ơn cô rất nhiều ạ.